quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, trong khi 5G vẫn chưa hết hot thì hiện nay Huawei đang bắt đầu phát triển công nghệ mạng 6G. Trong khi hầu hết các nhà mạng vẫn đang loay hoay triển khai công nghệ 5G thì Huawei đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các giải pháp để phát triển mạng 6G tại phòng thí nghiệm tại Ottawa. Một báo cáo cho hay thì công ty đang phối hợp với hơn 13 trường đại học và viện nghiên cứu để phát triển mạng 6G và các ứng dụng khả thi của nó. Dự kiến là phải sau năm 2030 thì công nghệ 6G mới có thể thực sự đi vào hoạt động. Đầu năm nay thì có tin đồn cho rằng Samsung đã có những bước tiến mới trong quá trình phát triển mạng 6G tại cơ sở nghiên cứu công ty ở Seoul. Do đó thì không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Huawei cũng đang cố gắng khẳng định vị trí của mình là một trong số những nhà sản xuất đi đầu trong công cuộc cách mạng công nghệ kết nối di động. Các bạn mến, mới đây thì HTC đã ra mắt chiếc Wildfire X với 3 camera phía sau, 3GB RAM với pin là 3.300mAh và giá là $155. HTC hướng tới phân khúc smartphone giá rẻ và hồi sinh một thương hiệu cũ mang tên là Winfast. Tuy nhiên thì chiếc smartphone mới của họ Winfast không phải là tâm huyết của HTC mà hãng đã nhượng quyền sản xuất cho một công ty InOne Smart Technology thuộc tập đoàn InOne Group có trụ sở tại Trung Quốc. Điều này có điểm tốt là sẽ mang lại cho các bạn mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì cũng không ít người dùng không hết chiếc máy này, giờ chỉ còn cái tên là của HTC nữa. Và tính năng nổi bật nhất của Winfast được trang bị tới 3 camera phía sau, bao gồm một camera chính 12MP, một camera zoom quang 2x 8MP và một cảm biến chiều sâu 5MP giúp chụp ảnh xóa phông. Và có thể thấy là cụm camera sau này của Infinix thì không thua kém bất kỳ những chiếc smartphone tầm trung hay là cận cao cấp nào cả. Còn về cấu hình thì chiếc máy này được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio P22 đi kèm với một viên pin có dung lượng là 3.300mAh và máy sẽ có hai phiên bản bộ nhớ là 3GB RAM, 32GB ROM và 4GB RAM cùng với 64GB ROM. Một trong những tính năng phần mềm đáng chú ý trên chiếc smartphone này chính là bộ công cụ phần mềm mang tên là MyBody có thể hoạt động kèm theo một phụ kiện. Về cơ bản thì là một trợ lý an ninh của người dùng, có khả năng kích hoạt báo động trong những tình huống nguy hiểm, đồng thời sẽ chia sẻ vị trí của người dùng cho gia đình và bạn bè khi mà được biết. Song song với đó thì hình ảnh hay là âm thanh ngay tại vị trí của người dùng đang trong tình huống khẩn cấp cũng được truyền về theo thời gian thực. Mặt khác là chức năng này có thể được sử dụng để tìm điện thoại bị mất nước. Và hiện tại thì máy chỉ được bán ra tại Ấn Độ với mức giá là $155, tức là khoảng 3,5 triệu đồng cho phiên bản 3GB RAM 32GB ROM. Còn với phiên bản cao cấp còn lại thì chúng ta sẽ có mức giá khoảng $195, tức là khoảng 4,5 triệu đồng. Các bạn mến, mới đây một nhà sản xuất phụ kiện điện thoại đã tiết lộ tên của 3 iPhone thế hệ năm nay có tên gọi sẽ là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Sự kiện ra mắt những chiếc iPhone năm nay thì cũng đang đến rất gần và có một điều mà fan hâm mộ vẫn còn suy đoán, đó chính là tên gọi của bộ ba sản phẩm này. Ban đầu thì các thông tin rò rỉ đều nhắc tới iPhone 11 và 11 Max, và còn phiên bản kế nhiệm của iPhone XR thì sẽ có tên là gì? Thì Apple thực ra có thể sẽ thay đổi tên gọi của mình. Theo một tài liệu rò rỉ từ một nhà sản xuất phụ kiện ESR thì những chiếc vỏ ốp dành cho bộ ba iPhone năm nay đã được liệt kê và đồng thời thì cũng tiết lộ tên gọi của những chiếc iPhone này. Theo đó thì bộ ba iPhone năm nay sẽ có tên gọi là iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Trong đó thì iPhone 11 sẽ là phiên bản kế nhiệm của XR năm ngoái với màn hình LCD 61 inch và cam kết. Tuy nhiên thì điều đó cũng có thể dễ hiểu khi mà Apple đã có các dòng sản phẩm iPad Pro và MacBook Pro rồi. Chính nhờ vậy sẽ giúp cho người dùng dễ dàng phân biệt được giữa dòng iPhone cao cấp sử dụng màn hình OLED và dòng iPhone giá rẻ hơn sử dụng màn hình LCD. Nhưng những thông tin này thì vẫn chưa thể nào mà xác thực 100% mà chỉ là một bản tài liệu từ một nhà sản xuất phụ kiện cho iPhone, và chúng ta sẽ phải chờ thêm những nguồn thông tin chính xác và đáng tin cậy hơn để chắc chắn về tên gọi của bộ ba iPhone mới này. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cái đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.